Hôm nay tôi sẽ sinh tồn dưới cái nắng cháy da và trở thành quái vật hà mã John Joseph. Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao lại có những biến đổi như thế? Bây giờ xin mời các bạn cùng theo dõi. Nóng quá, mau xuống nước hết đi. Chết tiệt, các ngươi không được biến nơi này thành đầm lầy. Chào các bạn, ban đầu tôi là một chú hà mã trưởng thành hoàn toàn bình thường. Nhưng không biết chuyện gì đã xảy ra khiến cho khí hậu trở nên bất thường, làm cho vùng đất ở cái hồ nước này trở nên khô cằn. Kiki, các bạn có thể nhìn thấy bên màn hình có một cái nhiệt kế đó, ngay cả ở dưới nước mà nhiệt độ cũng đã 40 độ C rồi, khiến cho rất nhiều loài, đặc biệt là cá sấu, muốn tới nơi này uống nước và giành lấy cái hồ nước này của loài hà mã chúng tôi, bắt buộc tôi phải chiến đấu chống lại bọn chúng, đánh đuổi bọn chúng ra khỏi cái hồ nước này. Chết tiệt, con hà mã khốn kiếp kìa, tại sao không cho chúng tao sống ở dưới nước đây? Come on, mau biến đi. Hồ nước này chính là lãnh địa của loài hà mã bọn tao. Nếu để cho loài khác, đặc biệt là loài cá sấu chúng mày tới đây, hồ nước này sẽ cạn mất. Hồ kiếp, anh em, mau đi tìm chỗ khác thôi. Tôi dùng sức mạnh của loài hà mã đánh đuổi bọn cá sấu từ dưới nước lên trên bờ. Và cuối cùng bọn chúng cũng chịu bỏ đi. Đột nhiên lúc này tôi phát hiện một cái xác đã bị khô chết. Có lẽ nó đã không kịp tới uống nước. Nhưng sao trong người nó thật quái lạ. Hình như là một con canh cá ru thì phải. Nóng quá. Nước. Cái quái quỷ gì thế này? Cơ thể của nó khô cằn, đã chết rồi mà, sao nó còn phát ra tiếng nói được chứ? Cứu tôi, nóng quá, làm phước đi. Thôi, tôi vừa ngoi lên mặt nước thôi, nhiệt kế trên màn hình đã tăng lên 60 mấy độ C rồi. Khốn kiếp, hèn chi mọi sinh vật ở trên bờ này không con nào sống nổi. Cũng may, cái hồ nước của bọn tôi có mạch nước ngầm, nên nó không hề bị cạn. Thôi được rồi, tôi thấy cái thứ này sắp chết khô tới nơi rồi. Tôi sẽ lấy một ít nước cho nó. Khoan đã, tôi không muốn uống nước dưới hồ đó đâu. Mà tôi muốn. Cái gì nữa? Ngươi sắp chết khát, ngươi không uống nước dưới hồ, chứ ngươi muốn uống cái gì? Ta muốn uống máu của ngươi. Lại đây, ta muốn chui vào người của ngươi, biến ngươi thành chủ thể ký sinh mới. Tôi thật không ngờ rằng cái xác kangaroo chết khô kia lại xuất hiện một thứ quái dị gì đó. Nó đã nhảy bổ vào người của tôi, chui vào trong cơ thể của tôi, hút máu của tôi, rồi điều khiển bản thân của tôi, biến tôi thành một thứ gớm ghiếc. Tiến lên nào, lũ ký sinh trùng ở đằng kia kìa, diệt sạch bọn chúng đi. Chúng ta làm được rồi, chim cánh cụt cho Joseph. Cuối cùng, chúng ta đã diệt sạch bọn chúng, bảo vệ hành tinh xanh sạch đẹp của chúng ta. Hy vọng sẽ không còn sinh vật nào bị ký sinh điều khiển nữa. Này, cuối cùng tôi đã tìm thấy hai người rồi. Có chuyện không hay xảy ra rồi. Hả? Là chú chim mà chúng ta cứu mấy ngày hôm trước. Có chuyện gì vậy? Vùng đất của tôi không biết nguyên nhân bị sao mà càng ngày càng trở nên nóng. Chúng tôi chịu không nổi. Chưa hết, ngày hôm qua một con hà mã từ dưới nước, rồi không biết chuyện gì xảy ra với nó. Nó đã trở nên một cách kinh khủng. Nó tàn sát giết rất nhiều sinh vật ở đó, ngay cả những cái cây nó cũng đập đổ, Khiến cho vùng đất ở đó càng ngày càng khô cằn. Có chuyện như vậy xảy ra? Nhưng khoan, không chỉ có riêng nơi đó nóng đâu, nơi này cũng vậy. Chẳng qua nơi này cây cối âm tùm nên cảm thấy đỡ hơn thôi. Mày làm ơn, hãy nhanh chóng tới đó diệt trừ con hà mã quái dị đó đi. Nếu không, cả nơi đó sẽ trở thành vùng đất chết mất. Tinh John Joseph à, tôi nghĩ rằng thứ hà mã đó cũng trở thành quái vật John Joseph, bị thứ ký sinh điều khiển. Có thể là như vậy. Được rồi, anh bạn chim, hãy dẫn đường cho chúng tôi nào. Tôi biết rồi, mau theo tôi. Tới rồi. Kia, thứ hà mã quái dị đang ở phía dưới. Đến lúc ngày tàn của mày tới rồi. Đúng là thứ nhãi mép. Chết tiệt, thứ hà mã khốn kiếp kia, dừng lại đi. Hả? Những kẻ nào lại tới đây nập mạng nữa thế này?
một con chim cánh cụt và một con tinh tinh. Bọn chúng thật quái dị, không lẽ bọn chúng cũng như ta, đều có ký sinh trùng bên trong cơ thể của mình? Người nói không sai, bọn ta cũng bị lũ ký sinh trùng vô cho xích biến thành những quái vật như thế này. Nhưng bọn ta đã đẩy bọn chúng ra khỏi cơ thể rồi. Cái gì chứ? Mẹ kiếp, vậy các người tới đây làm gì? Nơi đây chật chội nóng nực lắm rồi, không có chứa nổi thêm hai người đâu. Mau biến đi trước khi ta nổi giận. Chết tiệt, sao nơi này lại nóng hơn ở nơi khác rất nhiều. Những cái cây cối, những sinh vật ở đây, tất cả không lẽ là do ngươi gây ra? Ô kiếp, vậy thì bọn ta không thể nào đứng nhìn đường nữa. Bọn ta phải diệt trừ ngươi, đừng cố lấy nơi này. Thì ra chúng mày tới đây là vì tao, muốn giết tao. Đúng rồi, không lẽ chúng mày là do con chim nhiều chuyện đó dẫn tới đây? Chết tiệt, vậy thì tao không khách sáo nữa, tao sẽ xé xác ăn thịt luôn chúng mày. Nhiệt độ của cái vùng đất này đã tăng hơn 70 độ C. Có lẽ do một nguyên nhân bí ẩn nào đó kết hợp với thứ quái vật hà mã bị ký sinh kia đang làm loạn, khiến cho nơi này vô cùng nóng rát. Tinh tinh rơi cho xích và chim cánh cụt không thể nào đứng nhìn, cũng nhanh chóng lao tới hòng muốn tiêu diệt thứ hà mã bị ký sinh kia. Cuộc chiến diễn ra kinh hoàng, tiếng cháy nổ khắp mọi nơi lại khiến cho vùng đất này tiếp tục tăng nhiệt độ. Khoan đã, khỉ tinh tinh, nóng quá, hãy ở dưới nước này nghỉ ngơi một chút đi. Lợi dụng sức nóng trên bờ khiến cho nó mệt, rồi chúng ta tấn công bất ngờ nó. Chúng mày chết ở dưới đó rồi hay sao? Hả? Hai thứ khô kém, các ngươi giết ta, là các ngươi sẽ giết con hà mã này. Ta sẽ không giết chú hà mã này đâu. Ta sẽ tách ngươi ra khỏi cơ thể của cậu ấy, cứu lấy cậu ấy. Không, lũ đáng ghét. Vậy là cuối cùng tôi đã được cứu sống và hồi tỉnh trở lại dưới cái nhiệt độ gần 100 độ C, khiến cho người tôi sau khi thoát khỏi thứ ký sinh trùng kia bắt đầu có cảm giác nóng phỏng vô cùng khó chịu. Cái nóng này không có nhầm nhò gì đâu. Mau đứng dậy đi, đừng có rên nữa. Hãy cùng chúng tôi đi giải quyết cái vấn đề thời tiết đang càng ngày càng nóng lên. Thế là tôi cũng trở thành một quái vật hà mã John Joseph, và là đồng đội của tinh tinh John Joseph cùng với chim cánh cụt John Joseph. Ba chúng tôi tiếp tục lang thang đi tìm hiểu nguyên nhân tại sao hành tinh của chúng tôi càng ngày càng trở nên vô cùng nóng. Nhìn kìa, lũ quái thú kỳ dị gì thế này? Chịch đi, bọn chúng đang ăn thịt một bầy voi. Hả? Cái lũ quái dị này, các ngươi có khác gì bọn ta đâu? Không lẽ các ngươi cũng giống như lũ voi này, định di chuyển về vùng Bắc Cực mát mẻ à? Vậy thì hãy vào miệng bọn ta hết đi. Câm mồm lại đi lũ độc ác kia. Bọn voi đó không làm hại các ngươi, tại sao các ngươi lại xé xác bọn chúng chứ? Còn bọn ta không phải di chuyển về nơi mát mẻ. Bọn ta đi tìm hiểu nguyên nhân tại sao nơi này càng ngày càng nóng lên. Thấy được tình cảnh này, không thể nào đứng nhìn, bọn ta phải trừng trị các ngươi. Ồ, thì ra là vậy. Vậy trước khi chết, ta sẽ cho các ngươi biết nguyên nhân tại sao. Đó chính là con người. Bọn chúng đã tạo ra những lò phản ứng hạt nhân, nhưng trong quá trình sử dụng và khai thác, bọn chúng đã đập trục chặt, khiến cho những cái lò đó phát nổ, làm cho cả hành tinh này càng ngày càng trở nên nóng nảy. Đồng thời, cú nổ đó đã biến đổi bọn ta từ những con cá bình thường trở thành quái vật có thể di chuyển trên cạn và ăn thịt. Bọn ta rất hào hứng với cơ thể mới này. Chết tiệt, không lẽ đó chính là nguyên nhân thật sự? Lời người gây ra cái nóng như thế này hay sao? Mẹ kiếp, lũ quái vật cá này, các người với bọn chúng cũng không khác gì. Các cậu, đừng nói nhiều với lũ khốn kiếp này. Mau, chia bọn chúng ra, diệt trừ sạch sẽ bọn chúng, rồi chúng ta sẽ di chuyển tới thế giới của loài người xem sao. Lũ khốn kiếp này, chúng mày giết chết anh em đồng loại của tao. Tao có chết, tao cũng nguyền rủa chúng mày sẽ bị loài người phách da xẻ thịt. Chúng mày không thắng được bọn họ đâu. Thật đáng ghét, sắp chết rồi mà còn độc mồm độc miệng.
xuống địa ngục đi. Chúng ta chiến thắng rồi. Thật sự bây giờ chúng ta đến thế giới con người hay sao? Đúng vậy. Dù có kết cục như thế nào, chúng ta phải nhất quyết bảo vệ hành tinh xanh này.